này thì các bạn sẽ thấy có nhiều sự thay đổi mặc dù sử dụng chung ngôn ngữ thiết kế này, và phần lớn sự thay đổi đó lần này thì đến từ viền của chiếc máy siêu phẩm này. Những bạn mà sử dụng tướng đời Z đầu tiên thì đã quá quen thuộc với hình ảnh những chiếc Xperia cao cấp với cái viền nhôm dựng đứng rồi. Tuy nó rất là cao cấp, nhìn trông rất là đẹp và sướng mắt, cái thứ các bạn sẽ phải đánh đổi đó là cảm giác khi các bạn cầm như này. Mình đã từng nhận được rất là nhiều cái sự phản ánh đó là khi các bạn cầm máy thì cảm giác nó khá bị cấn bởi vì do kích thước máy nó vốn là quá lớn rồi, lại thêm với cái viền đứng của máy nữa. Do vậy cái cảm giác cấn khi mà bạn cầm máy trong tay lại tăng lên khá là nhiều. Tuy nhiên trên Z3 thì Sony đã khắc phục hoàn toàn được cái nhược điểm này chỉ bằng cái cách đó là toàn bộ viền của máy đã được bó tròn. Cái kiểu bó tròn này các bạn sẽ thấy Lumia đã từng dùng trên chiếc 925 của mình, rất là quen thuộc. Và đây chiếc Z3 này nó có rất nhiều điểm tương đồng với chiếc 925. Và tuy nhiên thì chúng ta không quan trọng điều này lắm. Cái chúng ta cần quan tâm đó là cảm giác thoải mái mà Z3 nó mang lại. Nó đem lại cho các bạn một cái cảm giác cầm rất là mới lạ mà các bạn chưa từng thấy ở trên bất cứ chiếc Xperia nào khác. Các bạn cầm có thể sử dụng máy hoàn toàn một tay mà không gặp phải bất cứ một vấn đề khó khăn hay là khó chịu, kể cả khi các bạn cầm máy trong một thời gian dài. Một cái điểm cải tiến khác nữa ở viền của Z3 mình đánh giá cao hơn rất là nhiều so với Z2, đó là việc Sony đã cẩn thận thiết kế lại tỉ mỉ rất là nhiều cái nắp đậy che các cổng của các bạn. Ở trên như thế hệ Xperia trước thì hẳn rất nhiều bạn khó chịu bởi vì cái thiết kế của Sony, khi mà những cái nắp đậy này nó vô tình nó băm chặt cái viền máy của bạn ra thành trăm mảnh, nhìn trông rất là rời rạc và xấu xí. Nhưng mà tuy nhiên cái vấn đề đó trên Z3 thì đã hoàn toàn biến mất, bởi vì như các bạn nhìn thấy đây thì lần này trên Z3 các cái nắp đậy của các bạn đã được thiết kế làm cho nó nhỏ lại hơn rất là nhiều, và bên cạnh đó thì nó cũng khít hơn với cái viền máy của bạn. Và do vậy khi các bạn nhìn máy tổng thể trên Z3 của các bạn, viền nó sẽ liền mạch hơn rất là nhiều và nó loại bỏ được hoàn toàn cái nhược điểm do cái nắp đậy quá to mà ở trên Z1 và Z2 nó từng gặp phải. Lý do thứ hai, cái điều thứ hai mà thì có thể thuyết phục được nhiều bạn hơn khi để chọn chiếc Z3 này, đó là về màn hình. Trên Xperia Z3 và Z3 Compact, đây là hai cái bộ máy mà đánh dấu sự chuyển mình của Sony khi mà hãng đã quyết định sử dụng hai cái panel màn hình hoàn toàn mới, đó là sử dụng tấm nền IPS. Với cái tấm nền mới được trang bị trên Z3 này thì Z3 cho các bạn cái chất lượng hiển thị hình ảnh có thể nói là không thua kém bất kỳ bộ máy cao cấp nào khác có trên thị trường, và thậm chí là vượt trội nữa. Lần này với Z3 thì màu sắc hiển thị trên màn hình của nó vẫn tương tự như truyền thống của Sony từ trước đến nay, vẫn vô cùng rực rỡ, sống động, nhưng mà tuy nhiên vẫn rất là sắc nét với cái độ phân giải Full HD. Cái độ phân giải Full HD này cũng là cái mà nhiều bạn sẽ còn lăn tăn khi mà quyết định chọn mua Z3. Khi những cái mẫu máy flagship cao cấp khác ra mắt trong cuối năm 2014 này gần như đều sở hữu màn hình 2K thì Z3 lại đi theo một hướng hoàn toàn khác khi mà vẫn giữ nguyên độ phân giải Full HD. Mình có thể khẳng định với các bạn rằng đến thời điểm này và với kích thước màn hình 5,2 inch của chiếc Z3 này thì độ phân giải 2K hay là Full HD hoàn toàn gần như các bạn không thể nhận ra bất cứ một sự khác biệt nào cả. Do vậy hoàn toàn có thể yên tâm với độ phân giải Full HD mà Z3 sử dụng trên màn hình của nó. Cái điều thứ ba tiếp theo mình muốn nói với các bạn đó là về thời lượng pin. Nếu mà nói về sử dụng pin thì năm nay các bạn sẽ ấn tượng nhiều hơn với Xperia Z3 Compact, một trong số những cái mẫu máy mà sở hữu cái thời lượng pin cao nhất thế giới tính đến thời điểm này. Còn với Z3 thì sao? Z3 nó sở hữu cái màn hình có kích thước lớn hơn và độ phân giải cũng lớn hơn nữa. Và do vậy thì nhiều bạn sẽ lo ngại rằng mặc dù với cái dung lượng pin tích hợp sẵn ở trong máy mặc dù lớn hơn, nhưng mà Z3 sẽ không thể đạt được lấy thời lượng sử dụng pin tốt được xuất sắc như là Z3 Compact. Thật sự thì qua quá trình trải nghiệm thực tế thì thật sự mình thấy đúng là như vậy. So với cái mốc 6 giờ on screen liên tục của Z3 Compact thì nó là cái mốc quá là cao để Z3 có thể hướng tới được rồi. Tuy nhiên với những gì mà Z3 thực tế có thể thể hiện được thì chiếc Z3 này thừa sức cho các bạn thời gian on screen lên tới 5 giờ. Cái con số này thì thực tế đó cũng là một con số rất là cao nếu so với mặt bằng chung của các cái mẫu máy hiện nay. Và bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái thời lượng pin của chiếc Z3 này. Những cái khách hàng mà sử dụng Xperia Z3 hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này bình thường trong thời gian 2 ngày liên tục mà không cần phải sạc pin lại một lần nào cả. Rất là ấn tượng với một chiếc bộ máy màn hình lớn như thế này cả. Mà một cái điểm nữa mình thấy khá đáng khen mà mình nghĩ cần phải nhấn mạnh với các bạn với chiếc Z3 này, đó là mặc dù với cái thời lượng sử dụng pin có thể nói là ở trên cái mức chấp nhận được rất là nhiều với chiếc Z3 này rồi, tuy nhiên Sony vẫn không hoàn toàn hài lòng với những kết quả đó, mà lần này hãng còn rất là chăm chút cho mình ở những cái tính năng tiết kiệm pin mà các bạn đã từng thấy rất là quen thuộc trên chiếc Xperia này của mình rồi. Và mình đang nói với các bạn về Stamina Mode.
Với Xperia Z3 và Z3 Compact thì lần này Stamina Mode đã được Sony thêm vào đó rất là nhiều cải tiến và thậm chí là còn thêm vào cho các bạn một số tính năng mới toanh, ví dụ như là Ultra Stamina Mode này chẳng hạn. Với cái Ultra Stamina Mode này thì bạn hoàn toàn có thể kéo dài thời lượng sử dụng pin của chiếc Z3 của bạn lên tới con số 1 tuần sử dụng liên tục mà không cần phải sạc pin lại bất cứ một lần nào cả. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng mà theo mình đánh giá là đến thời điểm hiện nay thì không nhiều mẫu máy khác có thể làm được điều này giống như là Xperia Z3 và Z3 Compact. Và như vậy là vừa rồi mình đã điểm cho các bạn 4 cái đặc điểm nổi bật nhất mà Sony đã đổi mới và thực hiện tốt hơn ở trên chiếc Xperia Z3 này. Tuy nhiên thì trăm nghe không bằng một thấy. Nếu như bạn vẫn còn nghi ngờ về những cái điểm này thì bạn hoàn toàn có thể đến tận nơi, đến tất cả các hệ thống cửa hàng của Cybernet trên toàn quốc để có thể trực tiếp tận tay trải nghiệm cái bộ máy này và đưa ra sự lựa chọn cuối cùng dành cho mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.